Chào quý vị. Trong mấy tháng qua có rất nhiều quý vị nằm trong tình trạng như vậy. Uh, mình muốn chia sẻ cái video này một tí để cho những quý vị nào chưa biết có thể biết được để mà lưu ý một vài điểm. Ai sắp sinh hoặc là đang có cái trợ cấp SSI từ an sinh xã hội hoặc là cái chương trình Medicare ở California, uh, một vài điều cần lưu ý. Có một số quý vị sinh không được hoặc là đang có bị cắt rồi một số vị bị đòi tiền lại mình muốn chia sẻ một vài điểm để quý vị có thể lưu ý về cái điều lệ của SSI và Medicare đặc biệt là quý vị thấy Medicare cái luật thay đổi liên quan đến tài sản từ hồi đầu tháng 7 năm nay 2022 làm cho một số quý vị có thể không có biết được điều lệ cả hai phía SSI và medical mà bị trong những tình trạng như vậy ha um, và nếu hiện thời mình chưa có SSI hoặc là chưa có MediCal trong thời gian tới mình sẽ xin thì mình cần lưu ý những điều gì ha và mình nói đến những quý vị hiện thời có thể là từ 65 tuổi trở lên rồi hoặc là sắp bước vào tuổi 65 ha à, quý vị thấy đó cái SSI đó thì khi mà mình xin thì họ nhìn vào hai phần có nghĩa an sinh xã hội nhìn vào hai phần cái phần thu nhập tất nhiên là không có thu nhập hoặc là thu nhập thấp thì mới được cái chương trình này phải không ngoài ra còn có phần tài sản nữa tài sản giới hạn một người là 2.000 đồng rồi nếu là đôi vợ chồng thì 3.000 đồng ha bất kể là một người sinh hay là hai người sinh nếu tình trạng mình là tình trạng vợ chồng thì nếu một mình mình sinh thôi thì an sinh xã hội cũng nhìn vào cái phần tài sản của hai người là 3.000 đồng ha. Còn nếu là mình là độc thân thì là 2.000 đồng thôi ha. Tài sản thì bao gồm uh, tiền mặt mình có gọi là tiền trong nhà băng, cổ phiếu vân vân Không có tính một căn nhà mình có và mình đang ở và một chiếc xe mình có và mình sử dụng thì không có tính những phần này bất kể giá trị là bao nhiêu á. Còn phần Medical thì quý vị thấy cái luật thay đổi từ ngày 1 tháng 7 2022 ha. Trước đó thì quý vị thấy cái phần tài sản nó cũng giống như vậy, giống như SSI ha. Nhưng mà sau ngày 1 tháng 7 2022 thì những quý vị coi như là 65 tuổi trở lên đi, cái phần tài sản được tăng lên từ 2.000 đồng cho độc thân là tăng lên là 130.000 đồng cho độc thân phải không? 130.000 đồng cho độc thân. Và nếu là vợ chồng thì tăng lên là 195.000 đồng cho đôi vợ chồng ha. Đây là cái sự khác biệt giữa hai cái này ha quý vị. Lúc trước có thể là mình đang có cả hai SSI. Thường thường đó mà mình xin SSI đó thì mình đủ điều kiện cho chương trình Medicaid hoặc là Medicare luôn ha. Nếu anh xin xã hội chấp thuận đó. Nhưng mà khi mà mình có cái này rồi đó có nghĩa là đang có chương trình SSI trước cái thời gian 1 tây tháng 7 như vậy đó rồi 1 tây tháng 7 cái phần tài sản được tăng lên cho chương trình Medicare nhưng mà SSI vẫn giữ nguyên như vậy một số quý vị vô tình không biết để cái phần tài sản của mình tăng lên rồi trong thời gian qua mình luôn có cái Medicare bởi vì tài sản đã đã được tăng lên từ mức 2.000 đến 130.000 đồng cho độc thân như vậy rồi trong thời gian qua an sinh xã hội mới nói rằng là hay cái phần tài sản của mình bị tăng lên như vậy nên biển sinh xã hội gửi thơ đòi tiền lại. Thường thường mà cái phần tài sản của mình tăng lên như vậy đó an sinh xã hội những cái thông tin ấy là mình phải cập nhật với an sinh xã hội chứ an sinh xã hội không có tìm tòi liền cái thông tin uh, từ cái hồ sơ của mình liền nữa ha. Đôi khi mình làm việc mình thấy có một số việc chẳng hạn như nhà băng mình ví dụ đi nha là mình luôn có dưới 2.000 đồng rồi trong tháng tăng lên trên 2.000 đồng ví dụ như là 2.000 rưỡi vân vân đi ha đó, rồi, nằm ở đó như vậy tháng tới cũng nằm mức như vậy luôn thì anh xin xã hội đâu có xét liền đâu thường thường cái hồ sơ của mình sẽ được kiểm tra thì cái đợt kiểm tra ấy đôi khi là trong cái hệ thống kiểm tra hoặc là nhân viên kiểm tra thì mới thấy cái phần tài sản tăng lên như vậy có thể là ba bốn tháng năm sáu tháng sau luôn rồi các phần mà tài sản của mình tăng như vậy đó mà mình đã nhận những cái phần tiền từ sinh xã hội trong thời gian qua đó thì cái lá sơ sẽ được gửi đến mình để mà kêu mình trả cái phần tiền ấy lại ha quý vị và một số quý vị cũng bị cắt luôn cái phần SSI luôn ha mình đang nói về cái phần tiền mà nhận hàng tháng đó ha quý vị à, qua chương trình SSI đó nhưng mà khi mà cái tài sản của mình vẫn dưới cái mức của Medicare có nghĩa là 130.000 uh, đồng phần tài sản nữa thì mình vẫn có cái Medicare thôi, mà cái phần tiền trong cái chương trình SSi không còn nữa, thì mình chỉ còn cái phần riêng biệt là của Medicare, cái bảo hiểm y tế Medicare thôi, quý vị. À, quý vị thấy cái phần tài sản mà an sinh xã hội không có nhìn vào là cái nhà hoặc là cái xe phải không? và uh, chương trình y tế Medicare, Medicaid cũng vậy luôn. Đó. một số quý vị mình thấy trong thời gian qua đó quý vị thấy xe cộ bất kể là xe mới xe cũ cũng cái giá tăng lên uh, khá khá nhiều trong thời gian qua thì có một số vị đang lãnh SSI đó mới thấy ồ tôi có chiếc xe đó cũ cũng của cũ thôi cái giá nó tăng nó thôi tôi bán tôi mua lại chiếc xe khác đó. và nghĩ rằng là mình bán rồi cái phần tiền mình để trong nhà băng của mình như vậy đó nó trên cái mức SSI nhưng mà nó vẫn dưới cái mức của medical mà họ tăng lên từ 2.000 tăng lên 130.000 như vậy bắt đầu từ tháng 7 năm 2022 đó có thể một số vị này không biết uh, là cái đó chỉ là cái được tăng bằng cái phần uh, medical thôi chứ không có SSI rồi để tăng như vậy khi anh sinh xã hội khám phá ra thì bị cắt và bị đòi cái phần tiền mà cung cấp qua chương trình SSI lại trong thời gian qua mà cung cấp hai quý vị nên cái đó là vị nào mà chưa biết thì cần lưu ý về cái này nhé còn một số quý vị nói rằng uh, nếu mà nó cao như vậy thôi tôi có thể là tôi làm cái phần tài sản tôi thấp xuống để tôi tiếp tục được cái chương trình SSI hoặc là một số quý vị sắp sinh có thể là có nghĩa là hiện thời bây giờ mình chưa có cái chương trình SSI này mình muốn xin SSI trong thời gian tới mà cái phần tài sản mình trên 2.000 3.000 đồng mà dưới cái mức của uh, Medical là 130.000 195.000 như vậy thì mình cần làm thấp nó xuống hơn thấp hơn 2.000 đồng, 3.000 đồng để xin SSI trong thời gian tới. Như vậy có được hay không? Như quý vị biết là khi mà mình có cái phần tài sản quá mức an sinh xã hội giới hạn để mà đủ điều kiện cho chương trình SSI là 2.000 đồng một người hoặc là 3.000 đồng hai người như vậy đó. Rồi mình thấy quá mức, mình mới muốn làm cho nó thấp xuống để mình đáp ứng được cái điều kiện tài sản để mà mình đi xin SSI đó. Thì an sinh xã hội họ sẽ có cái luật là họ có thể nhìn lại 3 năm qua, nhìn lại 3 năm qua có nghĩa là 36 tháng qua, xem cái phần tiền đó, gọi là cái phần tài sản mà trên những mức này mình uh, dùng nó cho những cái cái gì nha. Có hợp uh, với cái điều lệ của sinh xã hội hay không ha. Ví dụ như mình đang thiếu nợ nhà nợ xe mình trả nó hết hoặc là mình chưa có một căn nhà, chưa có một chiếc xe mình mua thì không sao, hoặc là đồ uh, vật dụng gia đình vân vân hay là uh, chi phí này chi phí kia cá nhân chẳng hạn như là thẻ tín dụng mình phải trả nó hết thay vì mình trả góp hàng tháng uh, hoặc là hả, những cái chi phí y tế vân vân mình trả thì không sao uh, và một số thứ khác nhưng mà khi mà mình nói đến mình chuyển cái phần tài sản ấy chuyển hoặc là cho thì an sinh xã hội sẽ nhìn vào xem coi là mình chuyển cái đó cho ai hoặc là mình bán có thể mình bán đi là bán rẻ hay là bán giá thị trường vân vân ha khi mà nói đến chuyển hay cho thì mình có thể chuyển hay cho phần tài sản ấy uh, cho vợ chồng có nghĩa là hiện bây giờ mình là người chồng mình chuyển cho vợ không sao tại vì an sinh xã hội cũng nhìn nhìn vào cái phần tài sản của hai người để mà xem coi mình có đáp ứng đủ điều kiện hay không nên không sao ha nhưng mà qua một người nào khác thì đó có thể là một vấn đề ha quý vị uh, khi mãn sinh xã hội nhìn lại 36 tháng như vậy đó thì họ sẽ có thể đưa ra cái hình phạt cho mình uh, với cái phần tài sản mà mình chuyển ha. Nên hãy lưu ý con số 36, 36 tháng hoặc là 3 năm. Uh, anh xin xã hội có thể nhìn lại để mà xét chương trình SSI cho mình liên quan đến cái phần tài sản ha quý vị. Có một số quý vị nói rằng, có một số vị chuyển tài sản rồi đi xin SSI liền. Anh xin xã hội từ chối. Rồi mình khiếu nại mình nói rằng tại sao mà lại phạt tôi? Tài sản của tôi tôi muốn cho ai tôi chỉ cho Nhưng mà thường thường đó Mà mình chuyển tài sản cách này đó là mình có cái dụng ý uh, Có nghĩa là thường thường mình chuyển tài sản như vậy đó Anh sinh xã hội nhìn vào cách mình chuyển tài sản Thường thường mình chuyển cái phần tài sản ấy Chuyển nhượng cho cái người mà mình biết Rồi mình vẫn còn Có thể duy trì cái quyền kiểm soát Và tận hưởng Mọi lợi ích uh, Của quyền sở hữu Mà không phải là chủ sở hữu hợp pháp cái phần tài sản ấy phải không quý vị à. có nghĩa là mình vẫn còn quyền giữ lại cả cái tài sản ấy và quyền được hưởng cái trợ cấp SSI luôn thì cái đó là không có đúng với cái lực của an sinh xã hội ấy. nên an sinh xã hội mới dùng cái lực mà có thể nhìn lại 3 năm 36 tháng về cái phần tài sản của một người đi xin SSI hoặc là những quý vị đang lãnh SSI rồi cái phần tài sản của mình bị lố như vậy đó rồi mình chuyển hay mình xài cách gì đó uh, để cho nó giảm xuống để mình tiếp tục có lại cái phần ssi thì an sinh xã hội có quyền nhìn lại như vậy xem coi cái phần mà mình chuyển hoặc là mình bán uh, hoặc mình cho vân vân ra sao để mà họ nhìn vào thôi quý vị để giảm cái nguy cơ lạm dụng uh, thì an sinh xã hội nhìn lại tất cả những tài sản như mình nói trong vòng 36 tháng như vậy ha. Uh, một số quý vị có thể là bán tài sản với cái giá thấp hơn cái giá thị trường nữa ha. Thì an sinh xã hội đó, thí dụ mình có một chiếc xe đi, uh, giá thị trường là 5.000 đồng rồi mình bán 2-3.000 đồng cho anh em, chị em hay là người nào đó vân vân đó. Thì an sinh xã hội cũng nhìn coi tại sao mình bán như vậy vân uh, vân, coi có hợp hợp lý hay không ha. Trong quá trình làm việc mình thấy cái phần cái nhà và cái xe là nhiều quý vị bị nhất tại sao quý vị một số vị nghĩ rằng là cái nhà cái xe đó uh, mà mình khi mình chuyển hoặc là mình cho hoặc là mình bán rẻ cho người thân người quen là nghĩ rằng an sinh xã hội sẽ không phạt là bởi vì nghĩ rằng mình nghĩ rằng là cái nhà cái xe là hai thứ mà an sinh xã hội không có nhìn vào bất kể giá trị phải bao nhiêu phải không nhưng mà đó cái nhà và cái xe đó thì nếu mà mình đang sống trong căn nhà ấy và mình sử dụng chiếc xe đó mình có mà mình sử dụng thì không có tính ha mà mình không sử dụng đó rồi sau này mình cho hoặc là mình bán rẻ là sẽ bị tính thôi quý vị mình ví dụ như mình có một chiếc xe đây nha mình sắp đi xin SSI hoặc là mình có chiếc xe dư đi hoặc là một chiếc xe duy nhất thôi rồi bây giờ mình cho cho một người nào đó trong gia đình không phải là vợ chồng ha mình cho chẳng hạn như là người con ở, sống ở tiểu bang khác vân vân hay là cho cháu gì từ Việt Nam mới sang du học vân vân đó Chiếc xe này an sinh xã hội định giá là lúc mình cho là 10.000 đồng ha. 10.000 đồng mình cho ha. Thì bây giờ mình cho xong rồi mình mới đi xin SSI thì an sinh xã hội tính ra sao? Bây giờ là tháng 12 2022 đã mình mới cho đó. Bây giờ mình lại xin an sinh xã hội tính sao? Thì an xin xã hội sẽ nhìn vào chiếc xe cái giá trị là 10.000 đồng phải không mình cho. Rồi họ mới nhìn vào cái mức bây giờ là tình trạng độc thân đi ha thì độc thân SSI đó cái mức tối đa mình có thể lãnh được mỗi tháng là 841 đồng một tháng mình đang nói cái mức liên bang hả quý vị thì an sinh xã hội sẽ lấy 10.000 đồng này nè chia cho 841 đồng này để xem con mình bị phạt bao nhiêu tháng ha. thì 10.000 đồng chia cho 841 10.000 đồng chia 841 thì có thể là gần 12 tháng quý vị có thể là 11 tháng mấy 12 tháng ha thì có nghĩa là 10 000 đồng này mình cho chiếc xe đó mình cho chứ không phải mình cho tiền ha. Thì an sinh xã hội sẽ phạt mình 12 tháng có nghĩa là tháng 12 năm nay mình đi xin với an sinh xã hội sẽ từ chối bởi vì mình cho cái phần như vậy nè. Họ nói rằng năm tới đi. Có nghĩa là năm uh, 2023 đó tháng 12 đó thì mình mới đủ điều kiện tiêu chuẩn để mà kêu an sinh xã hội xét SSI cho mình ha. Mình bị phạt một năm như vậy ha quý vị. All right. bây giờ nếu không phải là mình cho hết chiếc xe như vậy chỉ giá 10.000 đồng đi mà có một số quý vị uh, khi mà biện sinh xã hội phạt nó nói rằng tôi đâu có cho tôi bán chiếc xe đó cho cháu tôi mà ví dụ như là không phải cho chiếc xe đó mà mình bán nhưng mà mình bán rẻ thì sao bán 2.000 đồng đó thì anh sinh xã hội tính làm sao thì tất nhiên anh sinh xã hội nói rằng là cái giá thị trường lúc mà họ định giá là 10.000 mà mình bán có 2.000 đồng thì mình cho 8.000 đồng phải không một số quý vị khi mình bị phạt ấy, mới nói với anh xin xã hội rằng khiếu nại nói rằng đó là cháu tôi tôi cho thôi bởi vì mới sang đây du học không có tiền nên tôi bán rẻ. Nhưng mà đối với cái chương trình SSI đó là một cái trợ cấp khi mà cái phần tài sản mình có mình có thể bán cái phần tài sản ấy với giá thị trường để mình có thể lo cho những cái chi phí của mình mà mình không làm như vậy rồi mình cho bất kể ai thì anh xin xã hội cũng nhìn vào như vậy ha. Thì 8.000 đồng này đó là cho an sinh xã hội sẽ nhìn vào cái mức tối đa ở cái thời điểm mà mình cho như vậy của SSI mức liên bang là 841 đồng thì tất nhiên an sinh xã hội sẽ lấy 8.000 đồng này chia 841 thì có khoảng 9 tháng rưỡi phải không vị có khoảng 9 tháng rưỡi có nghĩa là an sinh xã hội nói rằng hay tháng 12 mình đi sinh mình nằm trong tình trạng như vậy nói rằng là 9 tháng rưỡi còn như 9 tháng rưỡi 10 tháng sau mình không có đáp ứng được điều kiện để sinh đợi hết cái thời gian này như vậy rồi quay lại sinh ha Right. nên đó là cái mà phải uh, cần lưu ý ha quý vị đó là mình nói về chiếc xe đây là mình chỉ dùng chiếc xe để mà sử dụng cái phần tài sản mà mình cho hay mình bán rẻ thôi ha. một số quý vị đó có căn nhà chuyển nhà có thể là cho con nếu mình chuyển vợ chồng chuyển với nhau thì không sao ha còn khi mình chuyển căn nhà ấy mặc dù căn nhà ấy là cái phần tài sản an sinh xã hội không có nhìn vào khi CSI SAI cho mình nhưng mà khi mình cho hay mình bán rẻ thì nó cũng giống như cái tình trạng mà nãy giờ mình trình bày là bài xe ha thường thường thì cái nhà thì tất nhiên cái giá trị nó cao hơn xe mình ví dụ lúc mà mình chuyển tài sản của căn nhà để có thể là mình cho hoặc là cái phần tài sản trong căn nhà của mình có 100 000 ngàn đồng nữa bây giờ mình cho con mình hoặc là mình chuyển qua cho con mình thì sao à, Thiện sinh xã hội sẽ nhìn vào cái giá thị trường ở lúc mình chuyển hoặc là mình cho hoặc là mình bán rẻ vân vân cho con như vậy đó rồi chia ra cái mức tối đa như hồi nãy mình nói là mức tối đa là 841 đồng SSI mình có thể lãnh mỗi tháng cho năm nay 2022 phải không thì an sinh xã hội mới nhìn vào cái số này nè cái số là 100.000 như vậy nè rồi mới chia cho 841 như vậy rồi xem là bao nhiêu tháng tất nhiên là lấy 100.000 đồng mà chia 841 thì nó sẽ hơn cái mức tối đa là 36 tháng mà an sinh xã hội có thể phạt đúng không quý vị khi lấy 100.000 đồng này mà chia cho 841 thì chắc có thể ra khoảng bao nhiêu chắc khoảng chừng một trăm mười mấy tháng phải không vị có thể 118 hoặc là 119 tháng nhưng mà an sinh xã hội sẽ không có phạt mình có nghĩa là sẽ không có nói rằng là mình phải đợi 118, 119 tháng sau mới có thể quay lại sinh SSI ha. Nhưng mà an sinh xã hội chỉ kêu mình đợi 36 tháng sau thôi. Có nghĩa là 3 năm sau thôi thì mình có thể quay lại xin SSI. Ha. nên cái mức tối đa mà họ phạt là 36 tháng là như vậy, ha quý vị. tại sao một số quý vị uh, có căn nhà mặc dù là phần tài sản ấy, an sinh xã hội không có nhìn vào hoặc là Medicare, Medical không có nhìn vào, tại vì một số quý vị có thể là sợ rằng là mình có thể sau này mình dùng cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe dài hạn trong cái chương trình Medicare hoặc là Medicaid đó là mình dùng những cái chi phí trong cái chương trình dịch vụ chăm sóc sức khỏe dài hạn như vậy đó mà mình có cái căn nhà như vậy lỡ mình qua đời sau này thì Medicaid hoặc là medi có thể thu hồi cái di sản của mình để lại đó. nên uh, những sự việc nó xảy ra là như vậy nhưng mà hãy lưu ý về cái phần SSI là cái số lượng năm tháng mà họ có thể nhìn lại là tối đa là 3 năm, 36 tháng như vậy hả quý vị Alright, đó là về cái phần SSI ha quý vị. Có một số vị nói rằng uh, tôi không có muốn đi xin SSI, tiền SSI, tôi chỉ muốn xin cái medical thôi thì sao? Nếu mà tài sản của tôi trên mức bây giờ tôi làm thấp xuống tôi đi xin thì sao? Uh, quý vị thấy là từ ngày 1 tháng 7 vừa qua đó 2022 đó như hồi nãy mình chia sẻ lúc đầu đó thì cái phần tài sản của medical được tăng lên cho những quý vị 65 tuổi trở lên từ 2.000 đồng tăng lên là 130.000 đồng. Còn vợ chồng thì được tăng lên từ 3.000 đồng tăng lên 195.000 đồng phải không quý vị? Thì nếu bây giờ đi mình ví dụ như là mình đang 64 tuổi, sắp sang 65 tuổi đi, rồi mình sẽ muốn xin medical thôi. Mà tài sản của mình có 200 300 000 gì đó, mình trạng độc thân đi. Mình muốn làm cho nó thấp hơn cái mức gì để đi xin thì Medical có nhìn lại hay không thì quý vị thấy là Medical cái lực của Medical có thể nhìn lại 30 tháng trước khi mình đi xin để xem có cái phần tài sản mình làm gì có hợp lại hay không nếu mình có phần tài sản trên cái mức như vậy phải không quý vị 30 tháng thì tương đương với 2 năm rưỡi phải không thì những cái phần mà mình xài nó cũng giống như họ xem xét cũng giống như hồi nãy giờ mình trình bày SSI như vậy đó nếu mà không hợp lệ thì họ có thể phạt mình vân vân ha Alright đó là một vài điều mình muốn nêu ra để những quý vị nào sắp sinh hoặc là đang có SSI hoặc là Medicare phải lưu ý về những cái điều lại có gì mình sẽ nhớ lại lời những video sau chào quý vị